Shell the Doggy, cái tên gây ám ảnh và ức chế cho cộng đồng game thủ. Bởi vì nó có quá nhiều quảng cáo dạng chọc tức người xem, mục tiêu của chúng là làm người chơi cảm thấy bực bội và họ sẽ đi tải game về. Còn... thiệt là bị ổi đó mợ. Với tư cách là một người làm game chân chính, mình không thể để những trường hợp này xảy ra được. Vì vậy, thay vì tải game, mình đã quyết định tự làm game. Công việc đầu tiên là tạo một dự án game 2D và mình đặt tên cho nó là Larry, what the hell are you doing? Larry, you can't just... Okay. Tiếp theo mình tạo một prototype để kiểm tra coi mình có đủ trình độ, kỹ năng để làm nên game này hay không. Trong đây mình thêm một cái chấm tròn màu vàng, nó là con chó. Còn những hình tam giác nó là những con ong. Và giờ con ong đang đuổi theo con chó. Thật tuyệt vời. Còn về vui vẻ, mình sẽ sử dụng Shell Renderer. Nó sẽ giúp mình vẽ những cái đường nét lên trên màn hình game. Sau một khoảng thời gian thì mình đã hoàn thiện prototype và giờ mình có thể đi cứu chó. Tiếp theo mình sử dụng Photoshop để tạo ra những hình ảnh cho game. Chẳng hạn như là một con chó nè. Hay là một con ong nè. Khoan, dừng lại, con ong này chưa đủ ngọc. Ok, hoàn hảo rồi đó. Tiếp theo mình thêm những cái hình ảnh vào game. Rồi mình làm animation cho những con ong. Và cả những con chó này nữa. Sau đó thì mình sẽ đi thay những hình ảnh của game thành những hình ảnh mình vừa mới vẽ. Giờ trong game mình nó đã ổn hơn. Chắc chắn sẽ không bao giờ gặp những cái lỗi gì. Tiếp theo mình sẽ sử dụng Sprite Shift để mình làm lại cái phần mặt đất cho game. Và mình có thể điều chỉnh được bất cứ hình dạng nào mà mình mong muốn. Tiếp theo thì mình thêm cho game một cái đồng hồ tính giờ để biết khi nào mà người chơi win. Trông nó sẽ như thế này nè. Rồi mình làm thêm cả menu để thông báo cho người chơi đã chiến thắng con game này. Nhưng mà mình lại cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Âm thanh. Vậy là mình lại lên Google tìm hiểu âm thanh cho game. Rồi nhạc nền cho game. Quay đi. Xong rồi thì mình thêm những âm thanh này vô cho game. Cuối cùng là công việc build game. Xong rồi mình cài game lên điện thoại để test. Giờ thì mình đã có game để chơi mà không cần phải đi tải. Yeah, và trên đây là quá trình mình đã tự thực hiện lại tựa game Shell the Doggy bằng Unity. Nếu được, mọi người hãy cho mình xin một lượt đăng ký kênh và comment ở dưới video tựa game mà mọi người muốn mình thực hiện trong tương lai. Hẹn gặp lại mọi người ở video sau. Bye bye!